Các bạn cũng đã biết là cách đây mấy ngày thì bọn tớ vừa tổ chức một cuộc sinh nhật hoành tráng, không thể chưa được hỏi gì. Đấy là sinh nhật lớp First Shine lên 2 tuổi. Đây là buổi lễ sinh nhật to nhất mà tớ được từng được dự ý trong bao nhiêu năm cuộc đời. Gặp nhiều người nhất trong cuộc đời, nhận được nhiều quà nhất, nhận được nhiều thiệp nhất, sung sướng. Ngay lập tức là phải quay cái clip này, các bạn có đoán được clip gì không? Clip hôm nay chỉ là clip birthday haul. Bây giờ bọn tớ sẽ khoe cho mọi người xem là bọn tớ có những cái gì. Không về số lượng ấy, tớ có thể kiểu cảm thấy hết được sự tinh tế như bọn tớ được nhìn thấy. Đấy, đây là một cái thiếp theo tay chữ logo Love First Shine. Bọn tớ vẫn đang đánh nhau để chưa biết ai lại thuê sở hữu. Tao là người được đọc cái đấy chứ. Ôi đẹp lắm mọi người ơi. À, đây là thiếp của em Nhung. Cảm ơn Nhung rất nhiều. Ở bên trong em cũng biết. Ở bên trong em làm chữ lớp và xong rồi phủ bạc 3D. Rất nhiều. Em thì con chọn cái vải mềm làm vải xong rồi hoa trắng trắng nhỏ nhỏ cũng kiểu rất hợp gu bọn tớ. Không thể chưa. Chỉ ước ao được đặt cái này bàn làm việc thôi. Đẹp lắm. Đây, đây là một món quà khác, không kém phần hoành tráng là một cái thiếp nhưng cũng đồng thời là một món quà. Trời ơi. Đây là quà của em Duyên, hay còn gọi là Hin. Trời ơi, mọi người nhìn nhá, em thì đã kiểu cắt quyển sổ thành cái khung ý là lòng ảnh bọn tớ nha. Nhu nhắc nhà cửa trái tim gấu nhá. Chưa hết. Xong rồi từng trang thì em ý in ảnh bọn tớ từ các clip ra. Em ấy còn biết ketchup. Hin lắm. Yêu. Xong rồi em in các cái ảnh của bọn tớ, em ấy còn ép plastic nhá. Em bị con hôn. Em bị gần như là kiểu một câu chuyện về hai bọn tớ rồi. Một số ảnh dìm hàng này. Lịch sử. Yêu lắm ý. Những đã từng làm ý. Ôi, kiểu tớ. So sánh trước và sau của bạn. Transformer. Ôi mọi người ơi, kiểu bọn tớ rưng rưng nước mắt khi đọc vào những cái này. Không biết em đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để làm. Khi mà bọn tớ bảo mọi người là đến sinh nhật bọn tớ hay nhớ mang một cái thiếp thì bọn tớ cũng chỉ mong mọi người có một vài dòng gì đấy thôi. Không ngờ là mọi người phải đầu tư như thế. Đây cũng là một tấm thiệp. Em nhớ là hai cái, hồi đứa cái. Đây lại là một em khác cũng tên là Lưu Duyên. Nhưng mà Duyên làm cho bọn tớ mỗi đứa một cái. Thì đây là cái của tớ, tớ rất thích cái này. Đây là cái tớ, tớ rất thích. Cắt ra em ấy kiểu đục lỗ xong rồi xuyên duy băng các kiểu. Xin không chịu nổi. Đây còn có những lời chúc em mình viết vào những tờ giấy. Trái tim thứ nhất là lời chúc cho tớ này. Trái tim thứ hai là lời chúc cho lớp First Shine. Trời ơi, không công bố cái khổ kiểu mọi người lấy như thế này thôi. Tớ thì chỉ có một trái tim thôi nhưng mà kiểu cái bìa của em ý là rất đầu tư cho tớ. Cảm ơn Hin rất nhiều, trời ơi. Đây là một cái thiếp khác rất là xinh và rất là kiểu tinh tế. Trắng nhá, vàng nhá. Xong mở ra có hai hình pop up của bọn tớ ấy. Vẽ kiểu chibi à. Xong rồi chữ happy birthday tất cả cũng đều pop up nhá. Rồi các em mới làm các kiểu chai mỹ phẩm phần tiếp. Son siêu, siêu là xinh. Ui, cái đây đẹp chậm hơn. Từ mà bây giờ xếp những cái thì đừng cần chia tài sản. Mà tớ cũng không nghĩ là mọi người biết cái chữ lớp First Shine giỏi thế. Ý là cái logo của bọn tớ luôn đấy. À, đây là thiếp của em Huyền. Các bạn có thấy cái tờ giấy này với cả cái bó hoa này có gì tương đồng không? Em mới lấy giấy từ cùng một loại giấy. Em mới làm cho bọn tớ không chỉ cái thiếp mà còn hai bó hoa xinh ơi là xinh. Xinh rồi chưa? Bó hoa này đã được chụp hôn hoa như ảnh hôn sinh nhật đấy. Mãi về sau thì bọn tớ mới kiểu lên Instagram ý, thì em thì có tag bọn tớ trong quá trình làm từng bông hoa như thế nào. Và không chỉ như thế đâu nữa, kiểu em đã làm hai bó hoa như này bọc gói cẩn thận và em cứ xịt nước hoa. Mà hoa thơm ơi là thơm ấy, kiểu thơm tôi ấy. Lúc tớ đăng cái ảnh của Huyền viết trên Instagram nên là kiểu ngày mai được gặp hai chị yêu rồi ấy, lúc em mới làm ấy. Cảm ơn em. Hãy biết là bọn chị không bao giờ chia nhau cái gì. À không, là nhiều nhau cái gì. Yêu lắm. Phải hai đứa kiểu lâu lắm rồi mới nhìn thấy hai đứa nhiều như thế. Công nhận. Dance. Còn rất nhiều những sáng tạo cái mà mọi người biết nhiều lắm. Có rất nhiều điều muốn chia sẻ với bọn tớ rất là xúc động bởi vì tại sao mà những người mà mình chưa bao giờ gặp gỡ lại dành nhiều tình cảm cho mình đến thế. Tớ quá bất ngờ luôn ý. Mày bất ngờ? Bất ngờ cực ý. Tức là đầu tiên bọn tớ cũng suy nghĩ là muốn lưu lại là cái thiếp này sẽ là đến từ ai, các thứ như thế nào. Nhưng mà thực sự là gặp mọi người có những cái chia sẻ rất là đi kiểu những người thân của bạn động viên bọn tớ làm cái này đến thế. Đây là thiếp của em đông đến câu này đi con này cái này tớ thích lắm, kiểu vẽ hình siêu kim. Nhưng tớ thích cái này lắm, kiểu hai đứa đang kiểu
sinh đầu tiên. Em không bỏ lỡ bất kỳ bài nào vì chúng đều thật sự có ích. Khi xem clip của hai chị thì em càng vui hơn nữa vì hai chị như truyền sự tích cực lạc quan đến em vậy. Bức thiền đơn sơ này không thể nói hết tình yêu của em đến với hai chị, nhưng em chúc hai chị ngày một sinh nhật tươi vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc Love First Shine sẽ có thêm những sinh nhật 5 tuổi, 10 tuổi để em lại được hội ngộ cùng các chị. Chắc chắn là bọn tớ sẽ cố gắng hết mình. Thật sự là bọn tớ cũng nhiều lúc cũng mỏi lắm, nhưng mà đây đúng là một cái kiểu nguồn năng lượng kinh khủng khiếp. Sau cái ngày hôm đấy bọn tớ cảm thấy rất là tràn trề và cảm thấy là ôi, thì ra công việc của mình rất là có ý nghĩa ấy. Eo khiếp, thực ra trước cái lúc mà tổ chức này bọn tôi cũng kiểu siêu áp lực. Suy nghĩ mãi là không biết phải làm như thế nào. Nói chung cái gì cũng không biết làm thế nào để hài lòng tất cả mọi người, tại vì sẽ phải tìm một cái chỗ rất là lớn. Xong rồi ngày cuối tuần hôm đấy thì lại bị cấm ấy, bị cấm tụ tập hội họp ấy vì đại hội đảng. Thế là tâm lý hai đứa siêu stress. Nhưng mà buổi tối hôm đấy chat với nhau kiểu hay hủy đi, không biết làm thế nào cả. Thế là bọn tôi cũng rất xin lỗi mọi người là không tổ chức hôm đấy không được như mong muốn. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn có mặt và cho bọn tôi biết là mọi người vẫn yêu bọn tôi cho dù bất cứ điều gì. Rất xin lỗi mọi người vì mọi thứ không đều hoàn hảo, nhưng mà hãy biết không, bọn tôi đã là người hạnh phúc nhất thôi. Đây là một chiếc thiệp handmade khác đến từ Kiều nhỏ. Kiều nhỏ cũng vẽ hình bọn tớ kiểu hai đứa in một loạt ảnh của Loan với Diệp ra. Yêu ơi yêu. Trời ơi, còn có một em làm thế này. Cảm ơn quá, mình làm thế cho người yêu mà bọn tớ biết không. Trời ơi, đây là cái thêm mà tớ thích nhất. Tớ khóc luôn ý. Em thì viết rất là dài, viết kín hai mặt giấy, chữ đẹp. Xong rồi em thì nói rất nhiều. À đây là Việt Anh. Chị Loan ơi, nhìn đôi giày nhỏ xinh này chị đã muốn có em bé chứ? Là em tự tay làm đấy, mong anh chị sớm lên chứ. Tớ đọc được cái này xong tớ nhìn ngay tớ kiểu khóc luôn ý. Chồng tớ phải ôm tớ là yêu ơi là yêu ý. Chị Loan đi. Vì chị Diệp thích du lịch nên em gửi tặng chị chút hương thơm mùa hè nước Pháp ạ. À, em thì tặng tớ một túi lavender khô và tớ ấn để ở dưới gối. Trời ơi, không hiểu em ấy đã hát bao nhiêu lâu. Em thì có viết là nhân dịp sinh nhật Love First Shine 2 tuổi, em muốn gửi những lời chúc tốt nhất đến hai chị. Chúc hai chị luôn vui vẻ, xinh đẹp, thành công và luôn sẽ có thật nhiều ý tưởng mới cho Love First Shine để chúng em được bớt ngóng chờ ạ. Vì một tuần chờ đợi clip vẫn là dài lắm chị ơi. Và một điều nữa là hai chị hãy luôn giữ nụ cười ấy chị nhé. Dù ai có nói gì thì em đảm bảo rằng nụ cười ấy đã thành thương hiệu của hai chị rồi. Các chị cười nói đáng yêu lắm luôn. Vẫn biết là mỗi người rồi sẽ có cuộc sống bận rộn riêng, nhưng em vẫn sợ lắm một ngày hai chị sẽ không làm Love First Shine nữa. Chỉ dám hy vọng đam mê này của hai chị sẽ là lâu thật lâu. Cảm ơn em. Em nói đúng là tất cả những gì bọn chị suy nghĩ. Chắc chắn là bọn chị sẽ đến một ngày mà bọn chị phải đi theo cuộc sống riêng của mình. Nhưng chừng nào còn tiếp tục được chơi với các em thì bọn chị sẽ trân trọng từng giây phút đấy. Nói chung đây là bức thư. Kiểu hôm đấy đã đọc đến bức thư này là nước mắt giàn giụa. Mọi người tâm huyết lắm ý. Kinh khủng cực kỳ. Có những bức thư rất sai sai. Là chữ đẹp nhỉ? Trời ơi, cậu đây là một câu chuyện rất buồn cười. Oh my god, yêu là bức thư. Oh my god. Đây là bức thư để tư thủy linh. Trời ơi, bọn chị đọc sao cười như nhỏ dạng. Loan và chị Diệp thân yêu, chúc mừng Love First Shine của hai chị tròn 2 tuổi, ngày càng phát triển hơn nữa và luôn luôn là kênh yêu thích của tất cả các cô gái. Em chẳng có khiếu ăn nói đâu ạ. Chán quá, không gửi đến hai chị những lời chúc hay hơn được nên thôi em chuyển sang kể chuyện cho hai chị vậy. Tối nay cháu em rủ em cùng mở tiệc Halloween là do bạn ngày đi học mẫu giáo, bạn ấy được cô giáo tổ chức. Cho nên khi về nhà rồi vẫn không quên được dư âm. Em thì không có tí tin khái niệm gì về Halloween cả, nên là sau một hồi rủ dê năn nỉ mè nheo của bạn ấy, em bỏ đi đắp mặt nạ đường đen, tất nhiên là free man mà ở đâu thì thôi em không nói. Bạn nhỏ nọ, bạn ấy thấy em đắp mặt nạ như thế thì bắt đầu một loạt biểu cảm. Sao cô biết hóa trang Halloween mà lại giấu? Cô định chơi một mình chứ gì? Vân vân và mây mây, ôi yêu ấy. Và kết quả là em phải hóa trang luôn cho bạn ấy. Được một tiếng sau em mới đồng ý cho đi rửa. Vậy là thêm một công dụng nữa của mặt nạ Freeman lần đầu tiên được công bố. Chị Love và chị Diệp ạ. Cùng em sẽ chúc hai chị luôn xinh đẹp như bây giờ và đưa Love First Shine ngày càng phát triển hơn nữa. Chị em ơi chết mất. Kiếm chết đất đi, không sống nổi. Bọn tớ chắc chắn là những beauty blogger hạnh phúc nhất thật. Đây, may mắn nhất của nước rồi. Bọn tớ không biết có thành công hay gì không, nhưng mà bọn tớ cũng là những người may mắn nhất và bọn tớ rất hãnh diện về điều đấy. Nhưng càng buồn được không, chắc không ai nhận được nhiều tình yêu đâu. Bọn tớ đây đâu. Chừng nào các chị còn viết, còn duy trì Love First Shine thì chừng đấy chúng em vẫn luôn ủng hộ và dõi theo. Đây là thiệp đến từ Văn Thị Quỳnh Anh. Cảm ơn Quỳnh Anh. Em ý là in tất cả các mặt ấy. Đây là một cái thiệp rất là yêu.
em thì viết và vẽ rất nhiều trái tim bay bổng ở trong đó, mà đọc đến câu đầu tiên là tớ lại bắt đầu rơm rớm. Chào chị Loan và chị Diệp, không hiểu sao chỉ nghĩ đến việc viết thiệp cho hai chị thôi mà bướm cứ bay trong bụng em ấy. Chị ghi hẹn hò với người yêu chị cũng ít cái cảm giác bướm bay trong bụng lắm, không hiểu cái cảm xúc của người ta nói hồi đầu ấy. Em ơi, ôi cái đoạn này cũng cảm động lắm nhá. 2 năm trôi qua, các chị hôm nay đã trở thành những người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng và ngày càng giỏi hơn trong lĩnh vực make up. Biết được điều đó, em vừa vui lại vừa buồn. Vui là được bởi thế lớp First Shine ngày một trưởng thành hơn, có nhiều hoạt động hơn. Thế nhưng đâu đó trong em lại không muốn quá nhiều người biết đến các chị, thậm chí còn không muốn kể các chị cho ai nghe, chỉ vì em ích kỷ muốn giữ lớp First Shine cho riêng mình. Thật tệ quá phải không chị Loan, chị Diệp? Mà chung ngồi một mình trong bóng tối đọc đống thiết này á, khóc không biết bao nhiêu lít nước mắt cả. Mình khủng hôm đấy. Hôm đấy đưa thiết cho Loan, nó bảo là chuẩn bị tinh thần đi. Chị ơi, em phải nói em yêu hai chị lắm lắm, em không lối thoát, em không được phép. Em có nghỉ phép. Thôi em nghỉ một vài ngày cũng được mà. Đây là thêm tụi em Triple Ngân. Triple Ngân là một người rất là hay xem clip và comment cho mọi thứ, mọi người rất nhớ Ngân. Dù có những lời chê hay khó nghe thì hãy cứ bỏ qua nhé. Cuộc sống của mỗi người thực chất chỉ xoay quanh những người mà họ yêu quý. Chẳng thể có đủ thời gian để bận tâm tới phiền muộn làm gì. Có chăng thì là để sau đó càng vui thêm nhiều mà thôi. Các chị hãy cứ vui vẻ và thật xinh đẹp nhé. Những lần trước này tôi thấy không chỉ dành cho bọn tớ mà đúng là dành cho tất cả mọi người. Các beauty blogger, các người xung quanh. Thật ra là biết hơn thế nữa cho tất cả mọi người. Cảm ơn các em vì đã... Tức là bọn chị thì cũng nghĩ như thế, nhưng nhiều lúc hai đứa nói với nhau thì nó hơi tính chất tự sướng quá. Nhưng chị thấy cái này đúng là có thể em có thể nói được với tất cả mọi người, bởi vì không chỉ là công việc làm đẹp hay là công việc gì đó mà phải nhiều người biết đến. Mỗi việc trôi qua trong cuộc sống bọn mình đều cần có nghị lực, và chắc chắn là sẽ luôn luôn có những người không thích, vì bọn mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, nhưng mà vẫn phải mạnh mẽ và bước đi. Và phải quan trọng nhất là phải quan tâm đến tình cảm của những người yêu thương mình dành cho mình ấy. Cái đấy là cái động lực to nhất. Tôi 25 tuổi chỉ cần thế này là dấu mốc rất to rồi. Sau này kiểu về già ấy nhỉ, có thể tự hào qua em mọi người. Đây là một cái thiệp đến với em Hồng Nhung. Tớ rất thích tại vì em ấy là thơ. Chúc mừng lớp First Shine thoát trong đã thấy được 2 tuổi rồi. Chúc chị Loan chị Diệp của em review làm đẹp càng say lòng người. Tôi còn là hai này. Hôm nay chị luôn mỉm cười, ra bao nhiêu clip luôn tươi hết mình. Công việc với cả đường tình thành công phơi phới ngập tràn hạnh phúc. Yeah, bye. Nhung là một bạn đọc cũng rất là quen thuộc với blog của bọn tớ và rất là hay comment và cũng gặp bọn tớ vài lần ngoài đời rồi. Em mới tặng bọn tớ mấy em viên hoặc mấy viên lotion mask của Miniso. Chắc chắn là bọn chị sẽ dùng miền mài. Bọn chị đã dùng một cái rồi, ôi thích kinh khủng luôn. Mọi người hãy dùng cái này với lotion. Lotion nào cũng được đúng không? Nhưng Hada Labo thì kiểu nó đặc với ẩm mấy cái xét xét ấy. Siêu thích. Đây là một cái thiệp rất là yêu. Chúc hai chị ngày càng xinh đẹp và ngày càng là tiền bối của các bạn xinh đẹp. Đây là thiệp đến từ chị Huyền. Mừng sinh nhật 2 tuổi lớp First Shine. Chúc hai em luôn xinh và luôn đồng hành cùng nhau. Tặng hai đứa hai trái tim. Chị Huyền thì viết thiệp cũng rất ngắn gọn, nhưng về đấy chị về nhà chị đã gửi cho bọn tớ một cái tin nhắn Facebook dài nhưng điếu văn ý. Chị kiểu nói những điều của tớ rất là cảm động. Đọc xong nước mắt cũng lại hai hàng. Chị bảo là kiểu chị Huyền thì lớn tuổi hơn bọn tớ và chị đã có em bé. Hôm đấy chị phải gửi con sang nhà bà để nuôi đi offline bọn tớ ấy. Trước khi đến gặp bọn tớ thì chị có tâm trạng là chắc chắn là các bạn đến đấy sẽ trẻ trâu và mình sẽ lạc lõng ấy, nhưng mà thật sự là không, chị hòa nhập với tất cả mọi người và tất cả các em đều gọi là bạn ơi ra đây. Ôi là chúng chị trẻ thật mà. Chị trẻ hơn mình ấy. Chị Lâm đã tin. Tất nhiên là gọi là em ơi mà. Mọi em cảm động lắm, đọc những cái thông thư đấy của chị cảm thấy là chúng mình như là những người thân thiết với nhau từ rất lâu rồi, không phải lần đầu tiên gặp mặt nữa ấy. Nhưng mà có một cái hay là tao cảm thấy hầu như tất cả bạn đọc lớp trai đều có một cái phong cách ấy, tức là mọi người đều kiểu nice, rất dễ thương, tươi vui. Nhìn ai cũng cảm giác như là bọn tớ có, mà bọn tớ là hai đứa khá là sợ người nhá, nhưng mà nhìn ai bọn tớ cũng thấy kiểu có thể tươi cười luôn, vui luôn, mà cảm thấy là sẽ không có một cái khoảng cách gì cả. Mặc dù chưa gặp bao giờ, mọi người xem bọn clip bọn tớ nhiều rồi thì có thể kiểu sẽ cảm thấy là gần gũi quen thuộc, mà bọn tớ lần đầu tiên gặp mọi người cũng sợ lắm chứ, mà hôm đấy kiểu cười không thể phanh được đấy. Sao gặp ai cũng kiểu bộ cười nói và kể những câu chuyện cứ như thể là bọn mình đã có quá nhiều điểm chung. Xong tất cả mọi người cùng ngồi vòng tròn nói chuyện đi, vui là vui chia sẻ các câu chuyện đủ thứ trên đời. Thật sự là kể cả có trước đấy hỏi bọn tớ là có định làm những cái thứ như thế không, mà bọn tớ sẽ nghĩ là cũng không sợ lắm. Sẽ sợ mọi thứ nó awkward trong người mọi người.
người cảm thấy nham chán các thứ, nhưng mà mọi thứ lại diễn ra rất suôn sẻ và mọi người thấy nói chung mình quá hạnh phúc. Đấy nên là tất cả những thứ này mọi người đừng có cảm ơn bọn tớ mà vì phải cảm ơn chính mọi người. Tại vì nếu không có những người bạn đọc tuyệt vời thế thì chắc chắn là bọn tớ không được ai biết đến rồi. Chính mọi người ủng hộ bọn tớ và đưa cho bọn tớ được nhiều người biết đến hơn đi. Thật ra nghe lớp 6 rộng nhá, tao không bao giờ hiểu được khi mà các chị Beauty Guru nói thế đâu. Bảo là tất cả những cái này đều là do công sức các bạn ấy, tao không bao giờ hiểu được ý. Đến khi ngày hôm nay thì mình mới cảm nhận được cái điều đấy. Tất cả những việc mình làm nếu mà không có các bạn ấy ủng hộ mình chắc chắn là bọn mình đã bỏ nhau từ lâu rồi ấy. Chẳng có kết quả gì, nó chẳng có ý nghĩa gì. Mà kiểu mình gặp các em ấy, mình thích lắm ấy, ôi em xinh thế, kiểu chị ghen tị. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau. Bye! Bye.